khách hàng. Xe chở quá 5 phút là tên gọi của loại phí mới được Grab triển khai bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 10 năm 2019. Theo đó, nếu người dùng đặt xe nhưng không xuất hiện hoặc xuất hiện trễ hơn 5 phút sau khi tài xế đã tới điểm đón, họ sẽ phải nộp thêm khoản phí do Grab quy định. Mức phí thu thêm sẽ là 10.000 đồng cho mỗi chuyến xe Grab Car, Grab Car Plus, Grab Car 7 và rút Grab, và 3.000 đồng cho mỗi chuyến xe Grab Buy và Grab Buy Premium, dù mới chỉ triển khai được hơn 10 ngày. Thế nhưng chính sách này của Grab đã hướng chịu không ít chỉ trích từ người dùng khi họ vô tình trở thành nạn nhân của các tài xế xấu bụng. Chị Phạm Cẩm Tú chia sẻ, chính sách phạt tiền khách hàng của Grab là vô lý và bất công, bởi công cụ định vị của ứng dụng này không chuẩn xác 100%. Bên cạnh đó, Grab không có tính năng giúp người dùng thêm địa chỉ như Uber mà chỉ có thể chọn các địa chỉ trong kho gợi ý. Tài xế và khách hàng phải gọi điện để tìm nhau là bình thường. Việc này rất tốn thời gian. Thế nhưng Grab không hoàn thiện sản phẩm của mình mà lại quay sang phạt người sử dụng. Không chỉ vậy, theo chị Tú kể từ khi phí xe chờ quá 5 phút triển khai, chị thường xuyên gặp phải trường hợp tài xế xác nhận đã đến dù đang ở một địa điểm khác. Mục đích của hành động này là câu giờ nhằm kiếm tiền phạt từ hành khách. Trước đó, theo như thông báo từ Grab, trong trường hợp người dùng bị phạt tiền do đến muộn, tài xế sẽ là người được hưởng 100% số tiền phí này.